Xin chào cả nhà, sau đây là tổng hợp những câu hỏi và trả lời về drama đòi nhà cho ở nhờ của mẹ con Cám. Nguồn từ chị Lộc Vườn Cây và mình có bổ sung thêm mấy ý nhỏ nha. Câu 1. Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế có cần ghi con nuôi con ruột ra không? Trả lời không. Vì tính nhân văn bảo vệ bí mật đời tư trẻ em được nhận nuôi mà cha mẹ nuôi muốn giấu, chữ nuôi không ghi trong khai sinh. Người con nuôi có thể không bao giờ biết mình là con nuôi. Giấy khai sinh là giấy tờ căn bản chứng minh quan hệ cha con, đủ để căn cứ hợp pháp làm thủ tục. Câu số 2. Hồ sơ khai nhận thừa kế di sản có cần giấy xác nhận con nuôi hay không? Trước năm 2010, thời điểm Hồng Loan được chú Vũ Linh nhận làm con nuôi, về thủ tục thì năm 1992. Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân Gia đình năm 1986, thì thủ tục nhận nuôi con nuôi được công nhận bởi Ủy ban Nhân dân cấp xã, ghi nhận vào sổ bộ. Câu số 3. Có phải Hồng Loan biết mình là con nuôi mà vẫn lên mộ nói mình là con ruột để lừa dối cộng đồng mạng hay không? Không, trong giấy khai sinh không có chữ con nuôi nên không biết. Trích lục giấy khai sinh cũng không có. Khi có trác hầu tòa, trích lục sổ bộ mới hay biết có chữ con nuôi trong sổ bộ gốc. Gia đình này chưa bao giờ nghĩ con làm đứa ở ngoài đường. Cô Sáu đang nói rồi mà lo. Chưa bao giờ nghĩ con là đứa con nuôi. Chưa bao giờ có. Đi tới đâu con vẫn là con ruột. Câu số 4. Tại sao chú Vũ Linh không phải làm thủ tục nhận con nuôi cho Hồng Loan lại? Theo luật năm 2010. Trả lời. Luật năm 2010 áp dụng là từ năm 2011. Chú Vũ Linh làm thủ tục nhận nuôi từ năm 1992 đã hợp lệ thì không phải đi đăng ký lại nữa. Luật năm 2010 không bắt các trường hợp đã đăng ký hợp lệ đi đăng ký lại. Điều 50 là cho phép những gia đình chưa đăng ký thì đi đăng ký cho hợp pháp. Câu số 5. Giấy khai sinh của Hồng Loan là giả mạo phải không? Trả lời. Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận 3 lần xác nhận giấy khai sinh của Hồng Loan là hợp pháp và được trích lục hợp pháp. Câu số 6. Hồ sơ bộ giấy tờ giấy đi khai nhận nuôi con nuôi của chú Vũ Linh bị thất lạc à? Trả lời. Khi đi làm đăng ký, thông tin về việc khai sinh, nhận nuôi sẽ được ghi vào sổ bộ nuôi con nuôi. Sổ bộ khai sinh gồm có số, tên cha, tên con, địa chỉ, quê. Sổ bộ này lưu trữ vĩnh viễn, là nguồn dữ liệu lõi gốc để xác định nhân thân một công dân Việt Nam cả đời. Trong vòng 10 năm kể từ năm công việc kết thúc, ví dụ khóa sổ hộ tịch hết thời gian 5 năm lưu trữ hồ sơ giấy tại Ủy ban Nhân dân cấp quận, thì những hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn. Theo danh mục của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, có những hồ sơ không cần bảo quản vĩnh viễn sẽ được lưu trữ lịch sử. Từ sau năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã hóa số dữ liệu hộ tịch, tạo cơ sở dữ liệu online dùng chung cho cá nhân. Trích lục được hồ sơ hộ tịch thì đồng nghĩa rằng hồ sơ này đã được đăng ký và vẫn đang được lưu trữ. Còn bộ hồ sơ giấy sẽ được đóng gói lại lưu trữ vĩnh viễn tại kho lưu trữ theo luật lưu trữ. Vì theo thời gian không văn phòng Ủy ban Nhân dân nào chứa hết đủ mọi hồ sơ giấy tờ, sau 32 năm nếu lưu trữ tại quận thì chắc các tủ hồ sơ cao đến nóc nhà. Vì thế quận trả lời, hồ sơ giấy gốc thủ tục đăng ký nhận nuôi có tờ khai nhận nuôi chú Vũ Linh khai, không còn lưu trữ tại quận sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp A, đã lưu trữ theo luật lưu trữ tại kho lưu trữ tập trung. B, đã thất lạc. Nhưng nếu là B cũng không lo, sổ bộ gốc còn là Hồng Loan hoàn toàn được nhà nước xác nhận tính nhân thân hợp pháp. Bên phía của Hồng Phượng có một nick nói là căn cứ vô cái giấy phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về việc cung cấp tài liệu chứng cứ là hồ sơ đăng ký khai nhận nuôi con nuôi bản giấy, tạm gọi là hồ sơ gốc, sổ bộ, không có lưu trữ tại quận Phú Nhuận. Không còn lưu trữ thì lấy chứng từ gốc ở đâu để đối chiếu? Thì mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận có trả lời Hồng Loan là hiện nay hồ sơ khai sinh của bà Võ Thị Hồng Loan và đăng ký nuôi con nuôi của ông Võ Văn Ngoan được ghi nhận và lưu trữ tại kho lưu sổ bộ hộ tịch của Ủy ban Nhân dân quận theo quy định của pháp luật. Ai có thắc mắc hay ý kiến gì nữa thì lên phường hỏi. Câu số 7. Chữ ký trên tờ khai nhận nuôi con của chú Vũ Linh là giả mạo phải không? Trả lời, đây mới là lời khai một chiều của phía bà Sáu thôi, chưa xác minh. Muốn xác minh giả mạo hay không thì cần có hồ sơ đăng ký, khai, gốc, bản giấy. Đã nói ở mục 6 bên trên. Rồi đi giám định chữ ký. Hôm qua tòa đã từ chối việc giám định chữ ký. Nhưng đương sự có thể tự thu thập chữ ký, giám định chữ ký để bảo vệ luận điểm của mình để mang ra tòa nộp khi xử. Tuy nhiên khó hiểu với logic giữa các đơn. Đơn nói không hiểu tại sao hồ sơ bị mất, thất lạc. Nhưng nếu đã nói hồ sơ bị mất thì lấy gì ra chữ biết chữ ký giả mạo
và lấy gì đi giám định chữ ký? Mình cũng không hiểu logic của bên kia. Câu số 8. Hồng Loan mở màn tấn bi kịch gia đình này vì ngày 20 tháng 5 lên mộ cha nói chuyện trước các YouTuber về chuyện gia đình. Trả lời là không. Sau khi biết cô Sáu đã nộp đơn kiện mình ngày 3 tháng 5, trong đó là cô Sáu kiện là bác mọi quyền thừa kế của Hồng Loan, không công nhận chú Vũ Linh có con là Hồng Loan. Rồi ngày 7 tháng 3, Hồng Phượng họp báo nói Hồng Loan là con nuôi, rồi 25 tháng 3 đòi đồng sở hữu, 26 tháng 4 tiếp tục đòi đồng sở hữu. Rồi ký hợp đồng với BH Hồng Loan không biết. Ngày nhận tiền BH thì có người khác nhắn cho Hồng Loan. Tiền nhận của BH thì giao cho Kim Nga giữ. Hiện tại thì đã vô tay Hồng Phượng. Không cho Hồng Loan biết về việc xây mộ. Như tình hình cụ thể về việc xây mộ, Hồng Loan gọi cho Hoa Viên thì người ở Hoa Viên nói là chỉ làm việc với người ký tên hợp đồng là mẹ con của Hồng Phượng. Tiền quyên góp xây mộ của Hồng Phượng giữ. Nói chung là nhiều chuyện xảy ra thì tức nước vỡ bờ thôi. Câu số 9, phe Hồng Phượng nói Hồng Loan lấy trộm giấy tờ trong các xác để đi làm khai nhận thừa kế và sang tên tài sản. Nói như vậy là sai, không có đúng. Sổ đỏ, sổ hộ khẩu là chú Vũ Linh giao cho Loan, theo như Hồng Loan họp báo kể lại, chứ là theo như lời của bà Sáu nói. Và Hồng Loan mở tủ để lấy các giấy tờ phụ còn lại trong tủ. Hồng Loan lấy ra như căn cứ công dân, các giấy tờ khác, còn phần còn lại trích lục tại cơ quan liên quan. Con cất gọi. Còn cái này cất gì thì em cất luôn. Bà Sáu cũng xác nhận là sổ Hồng chú Vũ Linh giao cho Hồng Loan đó. Và cái hành động lấy hồ sơ của cha mình ở trong tủ á, không cho cô chú biết là hành động chính danh, hành động bình thường, được quyền làm của cương vị một người con. Câu số 10 là nói về sao kê tiền vốn điếu, tiền quyên góp xây mộ. Thì ngày 16 tháng 6 Hồng Phượng họp báo có liệt kê hoai cái khoản thu này. Nhưng mà Hồng Loan không có tin số liệu này vì không có sao kê ngân hàng của 11 người liên quan mà Hồng Loan cho là đã nhận tiền qua tài khoản. Hồng Loan yêu cầu đưa sao kê ngân hàng cho Hồng Loan để cô biết sau này đi trả lễ thay ba. Hồng Phượng đã thông báo là sao kê được nộp cho công an và các nơi khác, nhưng không nói rõ là cơ quan nào. Các người khác thì không lên tiếng chính thức. Riêng chú Sạc và cô Văn Tiên xác nhận là đã nhận tiền và bàn giao đầy đủ, nhưng bàn giao cho Hồng Phượng, tuy nhiên cũng không cung cấp sao kê ngân hàng. Hồng Loan đã công khai thu thập thông tin từ quần chúng, hẹn là 31 tháng 8, tổng kết và công bố. Tuy nhiên, chưa đưa ra vì luật sư Hồng Loan vẫn phải xác minh từng khoản mọi người đưa thông tin là xác thực hay không. Câu số 11 là nói về bà Bình Hưng Hòa. Bà Bình Hưng Hòa không phải là thành viên Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay bà có là nhân sự cho một trang báo tin có địa chỉ tại chính nhà bà. Do không phải là thành viên Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh thì họ không thể ra những biện pháp xử lý. Rồi nói về vụ tố giác khiếu nại bà Bình Hưng Hòa mang tính hình sự đã được chuyển giao từ luật sư Ngọc sang luật sư Kha. Câu số 12, đồ đạc của mẹ con bà Sáu. Ngày 26 tháng 10 thì dưới sự chứng kiến của tòa, mẹ con bà Sáu đã di dời một phần đồ đi và để lại một phần đồ có niêm phong. Chờ các quyết định sau từ tòa. Câu số 13, ADN có thể xét nghiệm xác định giữa cháu gái và cô chú được không? Trả lời là ADN không thể xét nghiệm để dùng làm căn cứ pháp lý giữa cháu gái và cô chú, vì vẫn có tới 50% kết quả ADN không trùng khớp. Ngay kể cả trên thực tế họ là ruột thịt. Rồi có cho số điện thoại để mà liên hệ, để mà hỏi cái chỗ mà trung tâm ADN lớn á. Các trường hợp như tìm người thân trong như chưa từng có cuộc chia ly thì do tính nhân văn đặt lên hàng đầu mà không cần tính pháp lý, vẫn xét nghiệm được. Gia đình xét nghiệm để nhận nhau, không cần phải mang tính pháp lý, cơ hội 50-50, cũng chấp nhận để thử. Câu số 14, ADN của Hồng Loan chứng minh Hồng Loan là con ruột của chú Vũ Linh phải không? Trả lời, theo lời của anh Nguyên Vũ và chị Ni, họ đã xét nghiệm cho Hồng Loan với sự cho phép của Hồng Loan và kết quả Hồng Loan là con gái của chú Vũ Linh. B. Giả dụ cô Sáu và chú Bảy muốn xác minh Hồng Loan là con của chú Vũ Linh thật hay không á, thì chú Bảy và Hồng Loan có thể đồng thời xét nghiệm với mẫu trung gian là mẫu lưu còn lại của chú từ chú Vũ Linh, đồ dùng cá nhân của chú hoặc mẫu khô, mẫu máu còn lưu, kể cả máu khô vướng trên quần áo. Tuy nhiên phương pháp này để gia đình nhận nhau là ruột thịt, chứ về tính pháp lý cũng không thể cho là Hồng Loan được xác minh là con chú của chú Vũ Linh. Về mặt pháp lý, phải lấy mẫu thử từ thân xác chú và với sự chứng kiến giám sát độc lập của các cơ quan chức năng do tòa yêu cầu mới được công nhận.
C. Kết quả 1A Hồng Loan là con của chú Vũ Linh nếu có thật thì trước tòa cũng không được coi là chứng cứ pháp lý. Câu số 15. Cô Sáu có bao nhiêu đơn kiện đối với Hồng Loan? Ngoài đơn chính đòi tranh chấp tài sản, cô Sáu công khai trên báo chí, thì cô Sáu còn 5 đơn khiếu nại, kiện. Trình báo liên quan tới Hồng Loan, trong đó có một đơn báo mất 8 triệu và 200 đô. Nhưng sau đó công an bác đơn, ngày 26 tháng 10, cô Sáu kiểm tra lại phòng đã thấy tiền tổng cộng hơn 20 triệu, thu gom ở nhiều nơi. Câu số 16, phiên tòa sẽ tiếp theo thế nào? Sẽ tiếp theo là phần thẩm định, định giá rồi xét xử. Dự kiến sẽ tiến hành vào quý 1 năm 2024.